8 phương pháp tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp. 1. Tạo quảng cáo nhằm mục tiêu. Hàng tỷ người sử dụng Internet hàng ngày, hầu hết những người này dành thời gian của họ trên mạng xã hội, cả Google và Facebook đều cung cấp cơ hội để tạo các quảng cáo được nhắm mục tiêu. Đây là một cách quảng cáo không tốn kém mà chắc chắn sẽ tiếp cận các đối tượng mục tiêu của bạn. Do đó, các thuật toán phức tạp được quảng cáo này sẽ được nhìn thấy bởi những người có nhiều khả năng sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty của bạn đang bán. 2. Sử dụng tiếp thị liên kết. Một trong những hình thức marketing lâu đời nhất là tiếp thị liên kết. Có một số mạng liên kết mà bạn có thể chọn, hoạt động trên cả PPC, trả cho mỗi lần nhấp chuột, và PPR, trả cho mỗi hành động. Điều này có nghĩa là bạn không đầu tư tiền của mình một cách mù quáng. 3. Tiếp cận những khách hàng có ảnh hưởng. Nhiều người dùng Internet dựa vào suy nghĩ là ý tưởng được chia sẻ bởi những người được gọi là lãnh đạo tư tưởng hoặc người có ảnh hưởng. Đây có thể là các blogger, doanh nhân hoặc các chuyên gia truyền thông xã hội, những người đã dành thời gian và nỗ lực để tìm kiếm các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, chia sẻ chúng cho người xem của họ. 4. Phát triển bản tin. Tạo khách hàng tiềm năng có thể là một quá trình khó khăn với bất kỳ công ty nào. Nó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực trong việc phân tích hoạt động của họ trên các nền tảng xã hội khác nhau, tạo quảng cáo và khảo sát nhằm mục tiêu. 5. Tổ chức sự kiện, hội nghị, triển lãm. Như các bạn đã biết, việc doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các sự kiện là một cách không chỉ nhằm quảng bá thương hiệu, gây dựng niềm tin và tri ân đối với khách hàng cũ, mà đây còn là phương thức để phân khúc thị trường khách hàng, nhờ đó việc tiếp cận trở nên đơn giản hơn. 6. Nghiên cứu khách hàng của đối thủ cạnh tranh. Đối thủ của bạn xét về một khía cạnh nào đó thì vẫn là một nguồn tham khảo rất có giá trị. Thông qua việc nghiên cứu kỹ đối thủ cạnh tranh, bạn sẽ nắm được sản phẩm dịch vụ của họ có điểm mạnh yếu gì, họ quảng cáo sản phẩm dịch vụ ở đâu, nơi nào. 7. Tham gia vào các cuộc trò chuyện trên Twitter. Trò chuyện trên Twitter là một cách tuyệt vời để xây dựng một mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và là một chiến thuật bán hàng trên mạng xã hội hiệu quả. Trong một bài báo gần đây về việc thu thập các mối quan hệ bán hàng B2B, biên tập viên blog quản lý của HubSpot, Matt Butler cho biết, các cuộc trò chuyện trên Twitter khi một nhóm người gặp nhau trên Twitter để thảo luận một vấn đề, xu hướng hoặc lĩnh vực quan tâm nhất định bằng cách sử dụng một thẻ bắt đầu bằng thăng đã được thỏa thuận. 8. Tổ chức hội thảo trên web. Hội thảo trên web là một nơi hoàn hảo để tạo nguồn khách hàng tiềm năng bởi vì bạn biết rằng những người tham dự đã thể hiện sự quan tâm đến chủ đề này. Hợp tác với các tổ chức khác trong ngành để tổ chức hội thảo trên web về một số chủ đề nhất định là một cách dễ dàng tìm kiếm khách hàng tiềm năng.